tháng riêng năm 2020 cháu đi thăm quan cảnh chùa Quán, chắc có là phấn khởi lắm cháu hay. Dạ cháu phấn khởi. Tức là quan cảnh đẹp rồi cháu cứ nhờ nhà chùa, tức là rồi đấy giúp đỡ mình cái gì vấn đề chứ nữa. Ở đây thôi thì thay mặt chương trình tức là cho bà gửi lời thăm đến đại gia đình của cháu, luôn luôn cầu an mạnh khỏe được lâu dài cháu nha. Quá tuyệt vời. Cháu ơi, tức là từ bữa Tết đến giờ bà quay phim và gặp hơn nghìn người, ai đi chùa cũng mong muốn về cầu an về sức khỏe là chính cháu hay. Ở đây thôi thì đúng ngay thế này, thay mặt chương trình làm phim và chùa của am, tức là bà chúc cháu luôn luôn có một sức khỏe tuyệt vời để phấn đấu trong sự nghiệp học tập của cháu nha. Dạ vâng, cháu cảm ơn bà, cháu cùng chúc bà và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và vạn sự như ý. Thế tốt.